Xin chào tất cả các bạn, mình hiện tại tên là Nguyễn Minh Diệp, giám đốc điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn Đổi mới sáng tạo phát triển toàn cầu. Vậy hiện tại thì bên mình đang cung ứng những sản phẩm là gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh của Vigalasara. Trước khi đến với khóa học của thầy thì mình đang rất vướng mắc về vấn đề marketing. Bản chất thì cái sản phẩm của mình đấy là gạch và ốp lát, thiết bị vệ sinh. Chính vì thế nên là trong cái quá trình mà marketing nó cũng hơi khó khăn và đặc thù ấy. Thế nên là vì cái khó khăn đấy của mình thì mình đã tìm đến thầy. Thật ra thì mình cũng phải chia sẻ là bản chất thì mình là một người rất là ham học hỏi. Thế từ khi mà mình đã tìm hiểu thầy Dũng được tầm khoảng 2 năm thì sau 2 năm đấy thì mình cũng đã xem qua thầy Dũng rất là nhiều YouTube cũng như là những cái quảng cáo trên Facebook. Thế là nó kích thích cái sự tò mò. Thì trước đấy mình đã tham gia cái lớp online của thầy Dũng vào tháng 8 năm 2021. Sau đấy thì bây giờ thì đến năm 2022 thầy Dũng có tổ chức lại khóa offline thì mình đã tham dự lại. Ba cái điều tâm đắc nhất của mình trong cái khóa học marketing lần này đấy chính là đầu tiên thì đơn thuần chỉ là một người kinh doanh truyền thống thì mình nghĩ rằng là cái sản phẩm của mình tốt, mình đến với tay người tiêu dùng thì đấy là cái mà mình đã thành công rồi. Tuy nhiên thì sau khi học khóa học của thầy Dũng ấy, thì mình cảm thấy rằng là nó phải là một quá trình và trong quá trình đấy là có những cái phễu khách hàng để khi mà khách hàng đã chọn sản phẩm của mình rồi thì vẫn được có những cái trải nghiệm. Thì đấy chính là cái mà mình tâm đắc nhất. Cái điều thứ hai chính là thầy đã hướng dẫn cho mình cái cách mà xây dựng cái content trong cái sản phẩm làm sao cho nó hút khách hàng nhất. Và điều thứ ba chính là trong cái phòng marketing của mình ấy thì các bạn ở trong phòng marketing thì mình vẫn đang bị ôm đồm việc. Thế nên là thầy đã xây dựng cho mình một cái mô tả công việc trong cái phòng ban, từng bộ phận một, từng cái người một. Chính vì vậy thì mình đã rõ ràng hơn. À chắc chắn chứ, tại vì những cái kỹ năng và những cái chia sẻ của thầy Dũng thì nó rất là thực tế và thực chiến. Thì chắc chắn là mình trong thời gian tới, vì ít nhất khoảng là 2 tháng đổ lại, chắc chắn là bên mình cũng sẽ áp dụng một số cái kỹ năng và cũng là một số cái phương pháp của thầy Dũng vào trong cái công ty của mình. Như mình đã chia sẻ thì mình đã biết được HBR qua trên YouTube và Facebook.